Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 26 tháng 10 thì em sẽ lên chương trình thanh lý cho mọi người một ít Denso nhé. Đây là những cái cây 10.000 mà em đã qua chọn lọc rồi. Nhưng mà bây giờ thì nó còn những cây xấu hơn thì em bán thanh lý cho mọi người giá 5.000 nhé. 5.000 một cây. Đó, về nhà để chúng ta sưu tầm, bác nào muốn sưu tầm nhiều màu Denso ấy. Đó thì có thể mua những cây này về. 5.000 thì cây tuy nó xấu hơn một chút nhưng mà nó vẫn còn khỏe đẹp. Mình về mình trồng vẫn ok. Với giá 5.000 thì nó quá là rẻ rồi. Đó. Đây nhá, cây em quay cho mọi người xem này. Đây là Denso hàng kỳ nhá. Đây nó có thân già nuôi ấy, thế nên mọi người an tâm là cây nhìn nó hơi hình thức nó xấu vì lá nó xuống lá ấy. Mùa đông lá nó xuống lá. Còn cây về trồng thì vẫn rất là khỏe, mình về mình trồng chậu hoặc là ghép lên những cái cây gỗ cũng đều được. 5.000 một cây nhá. 5.000 một cây này quá rẻ này. Khi mà mua 200.000 là được bao nhiêu cây nhỉ? 40 cây em sẽ bao ship nhá. Mua 200.000 thì em sẽ bao ship. Đấy. Như là cây Denso nó hàng hàng tồn lại nhá, nó xấu hơn một tí nhưng mà nó vẫn khỏe. Nói chung là cái cây này mọi người mua về an tâm trồng, có 5.000 thôi. Đấy, mình mua 200.000 được tận 40 cây cơ. Về nhà trồng thoải mái khắp nhà nhá. 5.000 một chú thôi. À, bây giờ em sẽ quay sang mặt hàng khác nhá. Còn mọi người mua thì cứ gọi điện cho em là 0974 702 106. Cái cây này thì em còn khoảng 300 cây nhá. Denso 5.000 này còn khoảng 300 cây. 5.000 một cây quá là rẻ. Coi như là mầm nó ấy. Bây giờ em sẽ quay sang cho mọi người một số các mặt hàng khác. Đây phi điệp nhá. Phi điệp này. Như là cây phi điệp 52 khá là dài đẹp như này, hôm nay em thanh lý cho mọi người giá 25.000 thôi nhá. Đây. Khá là dài đẹp như này. Cây này nó phải dài tầm khoảng từ 7 cho đến 8 cm đấy, đấy 7 8 cm nhá. Cây phi điệp 52 hôm nay bán cho mọi người có 25.000 thôi. Đây ví dụ cây di linh này rất là đẹp này. Có nhiều loại lắm, cái này là phi điệp em làm từ đời đầu ấy, thế nó nhiều loại cực kỳ luôn. Mình mua về là năm sau nó có thể cho hoa rồi đấy. Mình về thay sang chậu to là năm sau có thể ngắm hoa của nó rồi. Sổ số nhá. Gồm những cái vùng miền như là di linh, núi Chúa, Ma Bó, Thác Bay, Easo, Hờ Leo. Rất là nhiều loại nhá. Đấy, cây rất ok đẹp này. Cây này nó không có nhiều đâu, mỗi lần thì em chọn được một số ít thôi. Đấy, tại những cây này làm từ thời đầu tiên mà đây. Rất ok đẹp, 25.000 một cây này rất xứng đáng, đúng không ạ? Đấy. Nó cao tầm khoảng 6 đến 8 cm nhá. Đây, cây núi Chúa rất đẹp này. 25.000 một cây phi điệp. Tiếp sang mặt hàng khác nè. Hồ điệp lá biên nhá. Hồ điệp lá biên đi. Cái cây này thì em vẫn bán là 50.000 nhá, 50.000 một cây hồ điệp lá biên, đảm bảo là rẻ nhất thị trường. Đảm bảo là rẻ nhất thị trường cho mọi người. Hồ điệp lá biên lá phát tài đấy ạ. Đấy mình về mình để bàn vào ngày Tết rất là đẹp này. Cây hồ điệp lá biên này 50.000 một cây. Đó, cây khỏe đẹp. Em bảo đảm là những cái cây mà mọi người mua ở nhà em ấy thì là nó luôn luôn là rất là khỏe đẹp nhá. Hồ điệp lá biên thì nó là hoa mini. Đó, cho hoa khoảng 2-3 mùa một năm. Đấy, một năm sẽ có 2-3 mùa hoa và mùa chuẩn nhất thì là mùa Tết nhá. Tết mà cây này hồ điệp mini mà để bàn thì rất là đẹp. Có các màu như là hồng rồi là tím này, trắng chấm các thứ. Đấy, những cái màu hồ điệp hoa mini nhá. Hồ điệp lá biên. 50.000 một cây hồ điệp lá biên. Kiếm. Kiếm có kiếm xanh Huế, kiếm vị hoàng và phan trí nhá. Những cái cây này là nó lớn tuổi hơn những cái cây đợt trước em bán rồi. Đấy, cây nó to hơn, em đã trồng ở trong cái bầu to hơn rồi. Đấy, kiếm này về mọi người mua sưu tầm nhá. Kiếm thì là cái dòng lan nó cũng là cái dòng lan sưu tầm đấy. Có những cái mặt hoa của nó rất là đẹp. Ví dụ như ba cái loại em giới thiệu đấy, có phan trí, vị hoàng và xanh Huế, đều là những mặt hoa vô cùng đẹp của dòng lan kiếm nhá. Đây là kiếm cái mô, mọi người yên tâm là sau ấy là mặt hoa của nó gần như là chuẩn đấy. Mặt hoa của nó gần như là chuẩn. Dòng địa lan thì về chúng ta trồng vào những cái giá thể vụn và trộn với nhiều cái phân vào nhá, là cây nó phát triển sẽ rất là nhanh. Phân tan chậm ấy, ví dụ như phân dê, phân chuồn quế đều được. Kiếm này thì em bán là 40.000 một cây nhá. Kiếm bán 40.000 một cây. Đều đồng giá hết, xanh Huế, vị hoàng, phan trí đều 40.000. Đến hàng gì nhỉ? Đây, giới thiệu cho mọi người một chút thiên nga này. Thiên nga nhé. Thiên nga cây này này em trồng được khoảng gần một năm tuổi rồi. Thiên nga này gần một năm tuổi rồi. Cái củ của nó này to bằng độ ngón tay em.
nhá, cao tầm 12 cm gì đấy. Nhưng mà cây thiên nga thì nó có nhiều màu, có 5 màu nhá, 5 màu như là đen, xanh, đỏ chấm rồi báo nâu nhá, rất là nhiều màu, 5 màu để cho chúng ta lựa chọn. Thì cây thiên nga này 25.000, cây nó cũng to hơn rồi. Đợt trước thì nó nhỏ nhỏ em bán 20.000, bây giờ nó to hơn khá là nhiều rồi. Đấy, mình mua 25.000 về trồng sưu tầm màu hoa. Thiên nga thì hoa nó thơm mà nó cũng cho hoa được vào Tết đấy. Nhưng cây này thì Tết không cho hoa mà phải Tết năm sau cơ. 25.000 một cây thiên nga. Cuối cùng là một cái mặt hàng vật tư cho mọi người. Đó là rêu. Rêu thì rất là cần thiết trong mùa đông. Đấy, vì là mùa đông nó hanh khô ấy. Đó, mình bỏ rêu thì nó vừa giữ ẩm tốt cho cây nó đỡ bị mất nước này, hoặc là khi mà mình phủ lên mặt chậu ấy thì nó sẽ ấm dễ hơn. Đó, rêu thì tính ra nó cũng hơi đắt nhưng mà vì cái nó rất là nhẹ nên thực ra là cũng rất là rẻ. Ví dụ như mà rêu em đang bán là 40.000 một cân nhá, 40.000 một cân. Nhưng mà rêu thì mọi người phải mua từ 5 cân cơ. 5 cân thì em mới gửi đi được và em sẽ bao ship cho mọi người. Đấy, ví dụ như một cân của nó này. Đây còn chưa được một cân đâu. Đây nó chỉ có khoảng 7 8 lạng thôi mà đã cả rổ rất là nhiều như này rồi. Đấy, rất là nhiều như này. Tại vì rêu nó rất là nhẹ mà. Đấy, thế nên là một cân nó sẽ được rất là nhiều nhá. Cả rổ này còn chưa được nổi một cân đâu. Thế nên là mọi người mua 5 cân ấy, thì về nhà mình thoải mái phủ phủ mặt cho cả cái vườn lan nhà mình đấy. Đó, nó chống mất nước cho cây và nó ấm dễ nhá, làm ấm dễ, làm ấm chậu. À, 40.000 một cân và em chỉ bán từ 5 cân thôi. Hàng vật tư thì em không gửi cùng đơn hàng cây được nhá. Hàng vật tư thì mọi người nhận hàng riêng cho em nhá. Ví dụ 5 cân này em sẽ bao ship 5 cân rêu nhiều lắm. Rồi hôm nay em kết thúc ở đây nhá. Mọi người mua hàng gì thì gọi điện cho em theo số điện thoại là 0974 702 106.